Xin chào tất cả các anh em nha. Video này mình cập nhật là một dự án Ano nghe tất cả các anh em. Khi tất cả anh em đăng ký sẽ nhận được 100 token Ano Bri. 100 token Ano này rất là có giá trị luôn nha các anh em. Để hiện tại thì dự án này nó đã cập nhật lên là một token này Ano này nó sẽ list lên sàn Binance nha tất cả các bạn. Và nó chạy trên ba nền tảng là Ethereum, là Binance và Tron. Thì dự án này nó sẽ có chương trình bounty nè các bạn. Nó có market nè, nó có candy nè, có Google Map này nè các bạn. Thì đây là một dự án khá là uy tín nha các bạn. Thì các bạn nào chưa đăng ký thì đi vào link đăng ký cho bạn. Thì cái token ANDX này nó hiện tại nó cũng trong chương trình bán hàng phi sale nha các bạn. Bạn nào muốn mua thì có ETH hoặc là 70% ETH, 30% token ANO này có thể là mua được token ANDX này các bạn. Thì nó sẽ list lên token ANDX này, nó sẽ list lên sàn ChainSwap và Uniswap nha các bạn. Tại nó chạy trên hai nền tảng của thằng Tron và của thằng ETH nha các bạn. Thì các bạn nhấp vào một bạn nào đăng ký nhớ verify mail mới được nha các bạn. Rồi các bạn bấm nhau access thì các bạn sẽ gặp giá trị hiện tại của token ANO được các bạn. Mình đã nhận được balance của mình là 4.000 token ANO. 400 token Ano chỉ giá là 2.600 đô nha các bạn. Nhưng mà hiện tại nó đã phá contract của mình là 300 token, là 300 token cái mã giới thiệu của mình các bạn. Sau này nó sẽ unlock ra, hiện tại về DeFi này thì mình sẽ nhận được các bạn. Hiện tại nó chưa mở chức năng nạp rút các bạn. Sau khi nó list sàn Binance thì nó sẽ mở chức năng nạp rút thì các bạn có thể rút gain ở sàn Binance bán các bạn. Tôi cần đi sàn Binance thì đối tác của Binance thì các bạn biết đó, uy tín thế nào các bạn. Như những cái kèo Safiban đó các bạn, khi tôi cần lít lên Binance thì 3 đô cho một tôi cần các bạn, khá là cao luôn. Rồi mình cập nhật dán Ano đây cho các bạn. Bạn thì các bạn nào chưa đăng ký thì lít cái phần link đăng tả mà đăng ký nha các bạn. Rồi các bạn lướt cái video mà các bạn quan nhấp vào kế hoạch này các bạn. Thì các bạn xem một cái link đăng ký này các bạn và một cái link video hướng dẫn đăng ký này các bạn. Rồi mình để thêm một cái hướng dẫn cho tất cả các bạn về đi email và một cái link tải app nha các bạn. Còn những bạn nào mà nhấp vào khi các bạn nhấp vào cái link này nè các bạn. Nó lag quá thì mình hướng dẫn các bạn đăng ký luôn nha các bạn. Các bạn chờ. Ok, sao là có nhiều bạn nó chạy rất là lag, nhưng thật ra mình nhấp vô thì nó vô trong web luôn các bạn. Thì các bạn bấm vào auto homepage này các bạn. Rồi các bạn nhấp vào bao vô bên cùng tất cả các bạn. Rồi thì đăng nhập luôn rồi. Thì các bạn chỉ việc bấm vào cái mục đăng ký các bạn, bằng video mình để phần link mô tả cho các bạn đó. Con này tổng cung có 81.000 token các bạn. Sẽ lấy sàn Uniswap rồi nè, một in nè. Trên hiện tại trong bán hàng phi sale online này các bạn. Ok, như vậy mình hướng dẫn cập nhật dự án Ano đến đây cũng kết thúc. Mình cảm ơn tất cả các bạn đã theo video của mình và mình chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.